Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một bất động sản mặt tiền đường Lê Văn Sĩ thuộc phường 13 quận 3 đang có nhu cầu bán. Với diện tích bề ngang 30m, chiều dài là 35m, tổng diện tích đất được công nhận là 924m², 3 lầu. Hiện trạng thì đang cho thuê. Giấy tờ chuẩn để giao dịch, cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em để em gửi thêm thông tin về bất động sản này. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản kế tiếp. Xin chào.